Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu SEO trong xã Đuôi Bí Kịch Bắc. Giống với AO, khi mình xã SEO thì mình cũng cần phải học cách những bí lực gốc, định hướng gốc, setup moves, công thức lực gốc, cách ghi nhớ lực gốc và các ví dụ. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu cách những bí lực gốc. Những bí lực gốc khó hơn những bí lực cạnh. Một viên gốc có 3 màu, nghĩa là 3 sticker, tương với 3 trạng thái là trạng thái thuận, trạng thái nghịch và trạng thái cân bằng. Gốc có trạng thái thuận và trạng thái nghịch là gốc sai, còn gốc có trạng thái cân bằng là gốc đúng. Ví dụ, gốc số 1 là nghịch, mà thấy không, nghịch nè, màu vàng. Gốc số 2 và 3 là gốc cân bằng, màu vàng hướng lên trên. Gốc số 4 là gốc có trạng thái thuận. Gốc 5, 6, 7, 8 là gốc cân bằng, màu trắng hướng xuống dưới. Đó, việc chúng ta cần làm bây giờ là lật gốc, hay còn gọi là định hướng gốc. Tức là mình sẽ đưa viên gốc từ trạng thái thuận, trạng thái nghịch sang trạng thái cân bằng. Ví dụ, viên gốc 1 là nghịch, viên gốc 4 là thuận. Mình sẽ đưa hai viên gốc này về trạng thái cân bằng. Mình sẽ như sau. Bài theo, đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết gốc đúng, gốc sai. Gốc đúng là gốc đã lật rồi, còn gốc sai là gốc chưa lật. Trước khi bắt đầu thì các bạn lưu ý là mình chọn mặt u vàng, ép xanh lá. Bạn chọn mặt khác nhau thì việc xác định gốc đúng, gốc sai nó sẽ khác nhau. Các bạn chắc biết giống mình bằng Scramble. Mình để Scramble ở đây. Một khối rubik 3x3 có 8 viên gốc, trong đó 4 viên gốc nằm trên mặt u 1, 2, 3, 4, và 4 viên gốc nằm dưới mặt d 1, 2, 3, 4. Do đó, mình sẽ xét 8 viên gốc ở hai mặt khác nhau. Đối với 4 viên gốc nằm trong mặt U, chúng ta có 3 trường hợp sau. Trường hợp 1, nếu một viên gốc có màu có mặt U hoặc D thì trạng thái cân bằng khi màu đó được hướng lên trên. Đây, bạn thấy là viên gốc số 1 á, màu vàng, mình nhầm, màu trắng nằm đây nè, không phải. Đây, viên gốc số 2 và 3 có màu của mặt U và màu có mặt D, phải không? Hai góc này có màu của một U hoặc D hướng lên trên. Đó, do đó hai viên gốc này là cân bằng. Đó, và trường hợp 2 là nếu một viên gốc có màu của một U hoặc D thì trạng thái thuận khi viên gốc đó cần được xoay theo chu kỳ đồng hồ để đạt trạng thái cân bằng. Đây, mình thấy viên gốc số 1 màu trắng nằm đây, thì bạn cứ tưởng tượng là cái mặt này là đồng hồ đi, số 12 nằm đây nè, số 3 nè, số 6, số 9. Thì bạn thấy là nếu mình xoay viên gốc này theo chu kỳ đồng hồ, thấy không? Nè, cây kim nó từ số 12 đến số 3, số 6, số 9 quay ngược lại, bạn hiểu không? Nè, cây kim nè. Thì bạn thấy màu trắng xoay theo chu kỳ đồng hồ là bạn thấy từ thuận sang cân bằng không? Đó, màu trắng từ thuận sang cân bằng nằm đây nè, lên đây. Đó, cân bằng. Thì chúng ta thấy là viên gốc này là viên gốc thuận, bạn hiểu không? Này, đó, viên gốc thuận, cân bằng, cân bằng. Còn viên gốc này số 4, đây, mặt đồng hồ nè, 12, 3, 6, 9, một vài nằm đây. Mình xoay thử nè, một vài lên đây. Đó, nó là thuận nha bạn. Viên gốc thuận, thuận, cân bằng, cân bằng, thuận. Đó, kế đến là đối với 4 viên gốc nằm dưới mặt D, chúng ta có 3 trường hợp sau. Trường hợp 1, nếu một viên gốc có màu của mặt U hoặc D thì trạng thái cân bằng khi màu đó được hướng xuống dưới. Đây, 5, 6, 7, 8, chúng ta thấy là viên gốc số 7 và số 8 có màu của mặt U hoặc D hướng xuống dưới nè, phải không? Do đó hai viên gốc này là cân bằng. Đó, và trường hợp 2 và trường hợp 3 á, thì nó giống như mặt U thôi, nó giống với 4 viên gốc trong mặt U đó. Đây, viên gốc số 5 nè, các bạn thấy là số 12, số 3, 6, 9 mặt đồng hồ á, 12, 3, 6, 9, mình sẽ xoay viên gốc này ngược chiều kim đồng hồ nè, quay ngược nè, số 12, 9, 6, 3, màu trắng hướng lên đây, hướng lên trên á. Đó, thì cân bằng, bạn thấy không? Cân bằng. Do đó
viên gốc này là viên gốc nghịch, mày hiểu không? Trường hợp này, viên gốc này nè, số 12, 9, 6, 3, mình xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đó, mình thấy là viên gốc này đã cân bằng. Do đó, nếu mình xoay ngược chiều kim đồng hồ á, viên gốc này cân bằng, thì viên gốc này là nghịch, mày hiểu không? Còn viên gốc này, nếu mình xoay theo chiều kim đồng hồ 12, 3, 6, 9, đó, xoay theo chiều kim đồng hồ mà viên gốc này đạt trạng thái cân bằng, đó, suy ra viên gốc này thuận. Viên này cũng vậy, đó, thuận. Còn viên này mình xoay ngược kim đồng hồ, đó, nghịch. Viên này cũng vậy, nghịch, mà thấy không? Trong lúc bạn ghi nhớ thì bạn không được tác động đến khối logic nha. Thường thì các bạn chưa quen việc xác định góc đúng, góc sai thì bạn sẽ làm như thế này. Đó, bạn thấy viên gốc này là thuận, rồi bạn trả về, vậy đó. Các bạn không được làm như vậy nha. Các bạn phải nhẩm trong đầu, mình nhìn là mình biết góc đúng nè, góc đúng nè, góc sai, góc sai. Đó, đây, đây là vị trí các viên gốc thuận nè, mấy thôi. Màu có một U hoặc D nằm đây. 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 Bốn viên gốc thuận đâu bạn nè, thuận. Bạn coi nè, khi mình U phẩy á, thấy không? Một vài nó qua đây nè, rồi một vài nằm đây, nó qua đây, thấy không? Các viên gốc thuận là dễ vậy. Bạn phải nhớ kỹ cái cách nhận biết nha. Còn đây là bốn viên gốc nghịch nè, thấy không? Viên gốc thuận á, màu có một U hoặc D nằm đây đây. Còn viên gốc nghịch á, màu có một U hoặc D nằm đây đây. Thấy nó khác nhau không? Thuận nè, cân bằng, thuận. Nè, màu trắng, màu nhầm, màu vàng qua đây. Đó, mình tưởng tượng trong đầu đó, màu vàng qua đây được, qua được phải không? Nó thế chỗ này nè, là thuận. Hoặc bạn nhìn mặt đây cũng được, màu vàng theo cái đồng hồ nè. Đó, màu vàng đi qua 12, qua 3, 6, 6, 9 là viên gốc thuận. Màu trắng đi theo 12, 3, 6, 9 là số trên đồng hồ đó. Đó, thấy không? Màu trắng. Còn đây thì mình thấy màu trắng đi ngược cái đồng hồ, đi qua 12, 9, 6, 3 là nghịch. Màu vàng ngược cái đồng hồ 12, 9, 6, 3, đó thấy không? Các bạn chưa quen thì thấy nó hơi rối một chút, còn các bạn quen rồi thì thấy nó dễ lắm. Ngoài ra, các bạn cần lưu ý khi nhận biết gốc. Lưu ý thứ nhất là viên gốc thuận và viên gốc nghịch luôn đi theo cặp. Đây, bạn thấy 1, 2, 2 viên thuận, 1, 2, 2 viên nghịch. Bạn thấy là thuận nghịch một cặp, thuận nghịch một cặp. Tiếp theo là khối này, thì bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 4 viên gốc thuận, 1, 2, 3, 4 và 4 viên gốc nghịch. Đó, chúng ta có 4 cặp. Một nè, thuận nghịch một cặp, thuận nghịch hai cặp, thuận nghịch ba cặp, thuận nghịch bốn cặp. Bạn thấy không? Nó luôn đi theo cặp. Và đây là ví dụ dễ hình dung nhất. Thì bạn thấy là màu vàng đi theo chiều kim đồng hồ 12, 3, 6, 9 nè. Đó, suy ra viên gốc này là thuận. Màu vàng nắm đây là nghịch. Đó, cách nhận biết nhanh á. Bạn thấy là hai viên gốc này là thuận nè, thì màu vàng nó sẽ nằm đây hoặc đây hoặc trắng nha bạn. Màu có màu U hoặc D á, ở đây là màu U là vàng nè. Hai viên gốc thuận thì màu vàng nằm đây chứ không thể nằm đây được. Và ở đây á, bạn thấy màu vàng nằm đây thì chắc chắn là nghịch rồi. Đó, không thể là thuận được. Thuận nè, nghịch nè. Mà sao? Mình lật hai viên gốc này mà bốn viên cạnh 1 2 3 4 và bốn viên gốc 1 2 4 vẫn giữ nguyên vị trí. Và lưu ý thứ hai là nếu không có viên gốc nghịch thì số viên gốc thuận là số chia hết cho 3. Đây. Ở đây á thì mình thấy là cân bằng thuận thuận thuận. Ở đây là cân bằng. Được không? 5 viên cân bằng.
và ba biên thuận. Ở đây á là mình không thấy viên góc nghịch, thì số viên góc thuận luôn là số chia hết cho 3, nghe thấy không? 1, 2, 3, 3 viên góc thuận nè. Tương tự như vậy, ở lưu ý thứ 3 là nếu không có viên góc thuận thì số viên góc nghịch luôn là số chia hết cho 3. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 viên góc cân bằng, 1, 2, 3, 3 viên góc nghịch, phải không? 3 viên góc nghịch, số 3 là số chia hết cho 3, hiểu không? Anh coi nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 viên góc nghịch, phải không? Số 6 là số chia hết cho 3, nếu không có viên góc thuận nào hết. Nếu bạn thấy dư hoặc thiếu viên góc thuận, viên góc nghịch, thì nghĩa là bạn đã nhận biết sai và bạn phải nhận biết lại. Ví dụ, ở đây á là bạn thấy là 1, 2, 3, 3 viên góc thuận là đúng rồi đó, là số chia hết cho 3. Có trường hợp này, nếu bạn thấy, nếu bạn đếm á, bạn đếm có 2 viên góc thuận thôi, là bạn đếm sai đó. Số 2 là số không chia hết cho 3, hiểu không? ZBL đó bạn. Bây giờ mình sẽ làm một vài ví dụ nhận biết góc đúng, góc sai. Mình để xong bộ đây. Mình chọn mặt U vàng ép xe lá nha bạn. Ở đây á, bạn thấy là viên số 1 là nghịch, đi ngược kim đồng hồ, 12963 đó. Viên số 2 là nghịch, 12963 ngược kim đồng hồ. Ở đây á, mình có thể nhận biết nhanh á là mình thấy màu vàng có thể thế chỗ màu trắng được, phải không? Này nghịch thì chắc chắn viên này sẽ nghịch. Mình nhìn viên số 3 á, thì viên này là thuận. Bởi vì nếu là nghịch á thì màu vàng không thể nằm đây được, mày hiểu không? Nếu là nghịch thì màu vàng sẽ nằm đây nè, còn màu vàng nằm đây là thuận. Viên số 5 là thuận. Đó, đi theo kim đồng hồ, thuận, cân bằng, này cân bằng nè, cân bằng, đó, bạn thấy là 1, 2, 2 viên nghịch, 1, 2, 2 viên thuận, đó, đếm đúng rồi, có 2 cặp thuận nghịch. Tiếp theo là ví dụ này, mình để xoam bộ đây, 1, 4, 2 viên này cân bằng, viên số 2 là nghịch nè, đi ngược kim đồng hồ. Ở đây á, mình không thấy màu của một U hoặc D nằm ở hai chỗ này, thì chắc chắn màu của một U hoặc D là trắng vàng đó sẽ nằm ở đây, thì chắc chắn nó là nghịch. Đó, nghịch nè. Bạn thấy nè, màu trắng nó thế chỗ đây được, thấy không? Nghịch luôn. Tiếp theo á, viên số 5 thì mình thấy màu trắng có thể thế chỗ đây, và màu trắng đây có thể thế chỗ đây, F2 nè, thấy không? Suy ra viên này nghịch, viên này nghịch thì viên này cũng nghịch, hiểu không? Tiếp theo, viên này màu vàng nằm đây thì nghịch luôn, màu trắng có thể thế chỗ đây, đó, nghịch luôn. Màu vàng nằm đây nó đối diện với màu trắng, mình nhầm, nó đối diện với lại màu vàng nằm đây, thấy không? Thì chắc chắn viên này là thuận. Đó, 1, 2, 3, 4, 4 viên nghịch và 1 viên thuận. Đó, ở đây là mình xác định đúng nha bạn, chứ không phải sai đâu. 1, 2, 3, 4, 4 viên nghịch và 1 viên thuận. Thì mình chia ra, mình tách ra làm 2 đó, 1, 2, 3, 3 viên nghịch và 1 cặp thuận nghịch, phải không? 1, 2, 3, 3 viên nghịch này là số chết cho 3. Còn như một viên nghịch á, thì mình sẽ kết hợp với viên thuận này thành một cặp, hiểu không? Sẽ mở cho bạn coi nè. Mình giải ba viên này trước đi. Đó, lật ba viên này rồi đó. Rồi mình lật hai viên này nữa. Bạn thấy không? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 viên gốc đã cân bằng. Tiếp theo mình sẽ nói về setup mu. Ở phần lực gốc này thì setup mu nó cũng giống như phần lực cạnh, nên các bạn chỉ cần setup mu y như lúc lực cạnh là được. Còn khi bạn hóa vị cạnh và hóa vị gốc thì setup mu
nó sẽ có những giới hạn nhất định. Kế đến là công thức lực gốc. Chúng ta có hai công thức lực gốc dành cho gốc thuận và gốc nghịch. Đầu tiên là công thức lực gốc thuận. Đây, bạn thấy không? Gốc thuận nè. Các bạn lưu ý là công thức này chỉ là gốc ở vị trí số 2 thôi. Đây, 1, 2, 3, 4, số 2 nè. Gốc thuận ở số 2, đó. Công thức như sau. Đó, bạn thấy không? Mình là gốc rồi nè. Còn cái này á, thì bạn đừng để ý. Tiếp theo là lực gốc nghịch. Đây, gốc nghịch ở vị trí số 2. Công thức như sau. Đó, bạn thấy không? Mình là gốc rồi nè. Lực gốc phức tạp hơn lực cạnh. Các bạn phải đưa các viên gốc về vị trí cạnh nhau. Sau đó, lực gốc ở vị trí số 2. Rồi tiếp tục đưa viên gốc khác về vị trí số 2 và lực gốc. Ví dụ, đây, gốc số 2 là gốc nghịch, gốc số 1 là gốc thuận, phải không? Mình đưa hai viên gốc này về vị trí cạnh nhau, bạn hiểu không? Đó. Sau đó, mình sẽ lật gốc số 2 trước, rồi đến số 1. Bạn coi nè, gốc nghịch, phải không? Sau đó, mình đưa viên gốc số 1 qua vị trí số 2, đó, u phải, phải không? Đưa số 1 qua số 2. Đó. Hồi nãy mình u phải rồi. Giờ trả về. Đó, bạn hiểu không? Trường hợp này 1 là thuận, 4 là nghịch. Mình phải đưa hai viên này qua vị trí này. Các bạn có thể u phải. Đó, bạn thấy không? Đưa số 1 qua 2 hoặc đưa 4 qua 2 đều được. Cái nào cũng được hết. Đây, mình đưa 1 qua 2 đi. U phẩy, set up U phẩy, gốc nghịch nè, giải nghịch trước. Thấy không? Tiếp theo, U phẩy để đưa viên này qua đây. Rồi giải. Đó. Hồi nãy mình U phẩy 2 lần, bây giờ trả về U 2. Bạn hiểu không? Trường hợp này số 3 là nghịch, 4 là thuận. Mình có thể U hoặc U2 đều được. U, thấy không? Hoặc U2 đều được. Đây U. U. Giải gốc nghịch trước. Thấy không? Rồi, U đưa 3 qua 2. Ok. Đó. Đó, thấy không? Hồi nãy là U2 đúng không? Giờ U2 lại. Thấy không? Trả về. Tiếp theo là ví dụ này. 2, 3, 4. Các bạn thấy là ba viên gốc này là nghịch. Do đó, mình sẽ giải ba viên gốc này cùng lúc. Ba viên gốc nghịch là số chết cho ba mà bạn, hiểu không? Viên gốc số 2 nè, nằm ở đây rồi, nên mình sẽ giải trước. Đây. Mình giải rồi, rồi mình U, rồi mình giải, rồi mình U nữa, hiểu không? Lát mình U2 để trả về nghịch nè. Đó. U. U. Xong. Hồi nãy mình U 2 lần, bây giờ mình trả về U 2. Đó. Đây đi. Nó vẫn là nghịch nha bạn. Nghịch, nghịch, nghịch. Đó. Trường hợp này mình sẽ giải như sau. Giải bên này trước nha. Đó. Rồi U phẩy. Rồi U phẩy. Trả về U 2. Đó, vậy không? Và cuối cùng là trường hợp này. 2, 3, 4. Ba viên này là thuận đó bạn. Bây giờ mình sẽ giải viên này trước. Bạn có thể giải viên này trước đều được, bạn hiểu không? Giải viên này hoặc ngày trước, cái nào cũng được hết đó. Tức là nếu mà bạn muốn giải viên này trước á, thì bạn sẽ U2. Đó. Bạn không được giải viên này nha. Viên này nằm ở giữa, không giải được. Bạn chỉ giải viên này hoặc này thôi. Viên này không giải được. Đó. U 2 lần, bây giờ trả về U 2. Đó. Bây giờ mình sẽ làm một vài ví dụ cho bạn xem. Mình đã Scramble ở đây. Các bạn tráo mặt U trắng, S lá nha. Scramble đặc biệt các bạn. Nó chỉ tráo gốc thôi, còn cạnh nó giữ nguyên. Thấy không?
một thuận hai, mình nhầm, một hai ba nghịch bốn thuận nè, một hai ba nghịch bốn thuận năm nghịch luôn, một hai ba nghịch bốn thuận năm nghịch đó. Ở đây á là mình sẽ tách ra là thành hai cặp, phải không? Là mình sẽ giải cặp này trước, cặp nghịch nghịch thuận đó, rồi mình đưa viên gốc này lên đây, viên gốc số 5 đó lên số 4, rồi mình giải ba viên này số 2, 3 và 5 cùng một lúc, hiểu không? Nó có nhiều cách giải lắm bạn. Ở đây mình chọn hai viên này, rồi ba viên này cùng lúc, mình giải dễ quen rồi. Ngoài ra các bạn có thể giải 1, 2, 3, ba viên này cùng lúc, rồi hai viên này, hiểu không? Mình giải theo cách của mình đi, mình giải cách này đi. Set up U phẩy đưa này qua đây. Đó, hiểu không? Đưa số 1 qua số 2. Giải công thức nghịch trước. Đó, rồi thuận. U phẩy hai lần trả về. Thấy không? Lật rồi đó. Sau đó mình sẽ đưa viên này lên đây. Để đưa ba viên gốc này kề nhau á, tứ nằm đây á thì không giải được đâu. Đó. Rồi mình giải viên này trước. Nghịch nè. U2. Đó, phải không? Hai khối này cùng scramble đó bạn. Đúng rồi đó bạn. Tiếp theo là ví dụ này, mình để scramble ở đây. Một nghịch hai thuận. Dễ bạn, giải cái hai viên này thôi. Mình giải viên thuận trước đi. Đó, u phẩy giải nghịch. U, đó. Dễ thiệt á. Kế đến là ví dụ này. Một thuận, năm thuận, bảy tám nghịch. Nó có hai cặp nha bạn, hai cặp thuận nghịch. Mình sẽ ghép cặp viên này với viên này, viên này với viên này. Đầu tiên mình sẽ giải cặp này trước. Mình cần đưa hai viên gốc này kề nhau. Mình sẽ đưa viên này qua đây, rồi L2 để đưa viên này lên đây. Setup U phẩy rồi L2. Thấy không? Giải viên này trước, thuận nè. Nghịch. Đó. Under setup U L2 U, thấy không? Rồi giải hai viên này. Mình sẽ X2 nha bạn. X2 mới dễ chứ bạn, bờ 2F2 nó dài dòng lắm. X2, ok. Mình cần đưa hai viên này kề nhau. Thấy không? Đưa này xuống đây, kề nhau đó. Rồi nghịch nè. Rồi thuận. Trả về. Đó. Và cuối cùng là ví dụ này. Nhảy nhiều quá. 1, 2. 1, 2, 3 nghịch 4 thuận. Đó. 1, 2, 3 nghịch 1, 2, 3 nghịch nè, 4 thuận 5 thuận 6 nghịch, 8 nghịch, ok. 1, 2, 3 nghịch 4 thuận 5 thuận 6, 8 nghịch. Ở đây á, là mình ưu tiên giải ba viên này trước đi, thấy không? Giải ba viên này nè. Rồi mình sẽ ghép cặp. Cặp này, viên này với viên này. Viên này với viên này. Đó. Mình sẽ ưu đi, đưa viên này xuống đây. Set up U. Đó. Rồi mình giải viên này trước, nghịch. U phẩy. U phẩy. Trả về. Đó. À, mình đưa viên này qua đây đi. Rồi đưa viên này lên đây. Cái này là nghịch nha bạn, nghịch đó. Thấy không? Nghịch thuận. Đó. Viên này với viên này đưa qua đây, rồi giải. Đó. Tiếp theo là cách ghi nhớ là gốc. Một gốc có ba trạng thái: thuận, nghịch và cân bằng. Nên mình sẽ ký hiệu từng trạng thái như sau. Trạng thái thuận là số 1,
nghịch là số 2 và cân bằng là số 0. Ví dụ, ở đây á, bạn thấy viên góc số 1 là thuận, mình ký hiệu số 1. Viên góc số 2 là thuận, mình ký hiệu số 1. Viên góc số 3 là nghịch, mình ký hiệu số 2. Viên góc số 4 là thuận, mình ký hiệu số 1. 1, 1, 2, 1, biết không? Đó là cách ghi nhớ của mình đó, 1, 1, 2, 1. Sau đó, mình cách ra để dễ nhìn đó, 4 góc trên mặt U và 40 góc nằm dưới mặt D. Cách này là mình nhớ trong đầu thôi, biết không? Trong lúc mình viết ra thôi, đó, mình viết trên đây nè. 1, 1, 2, 1. Tiếp theo, nghịch, 5 nghịch, 6 nghịch, 7 nghịch, 8 thuận. Đó. Nên mình có 2, 2, 2, 1, biết không? 1, 1, 2, 1. Rồi cách ra, 2, 2, 2, 1, đó. Bây giờ mình sẽ làm một vài ví dụ cho bạn xem. Mình để strong bộ đây. Mình sẽ lật góc và lật cạnh nha bạn. Đầu tiên, mình lật cạnh trước. Lật cạnh á, là mình chỉ cần ghi nhớ cạnh sai thôi. Nè, số 2, 2, 3, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 3, 6, 7, 8. Nhớ trong đầu nha bạn. Số 12, ok, 2, 3, 6, 7, 8, 12. Tiếp theo á, là nhớ góc 0, 0, 0, 1. Đó, 0, 0, 0, 1. Này là nghịch 2, 2, 2, 2, 2. 4 số 2 luôn đó, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2. Đầu tiên, mình đã nhắm mắt nha bạn. Bạn tập nhắm mắt đi. Đầu tiên á, là 2, 3, 6, 7, 8, 12. Mình lật 2, 3 trước. Mình đưa viên cạnh này qua đây. Ok. Trả về, hồi nãy là L, F, bây giờ F phẩy, L phẩy, ok. Mình lật 6, 7, 6, 7 đây nè. Ok. Rồi, 8, 12, 8, 12 nằm đây. Mình đưa số 8 lên đây là F phẩy. Rồi đưa viên cạnh này qua đây, lên đây. Set up F phẩy, D, B2. Ok. Tiếp theo là lật góc 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2. Ở đây á, là mình sẽ mình lật ba viên góc này cùng lúc nè. Thấy không? 2, 2, 2, 2, 2, 2, đây nè, đó. Rồi mình tạo thành cặp, cặp này viên số 1 nằm đây và số 2 nằm đây, đó. Mình trả hai bên này trước đi. 1, 2 nè. Số 1 là công thức này. Đó, thấy không? Rồi lật ba viên góc này. Đây là nghịch. Set up U. Đó. Rồi U nữa. Rồi trả về Windows set up U2. Đó. Bây giờ mình mở mắt ra nè bạn. Đúng rồi đó bạn. Kế đến là ví dụ này. Đầu tiên mình sẽ nhớ là cảnh trước. Các bạn nhớ là cảnh trước hoặc nhớ là góc trước, cái nào cũng được hết. Ở đây á là mình nhớ là cảnh trước nha bạn. 4 nè, nghịch nè. 4, 5, 6, 7, 9, mình nhầm, 11, 12, ok. 4, 5, 6, 7, 11, 12. Tiếp theo là nhớ là góc 2, 0, 2, 1, 2021 đó. 1, 1, 1, 1, 4 số 1, 1, 1, 1, 1, 2021, 1, 1, 1, 1. Ở đây là mình sẽ có 3 cặp. Cặp, nghịch, thuận nè, 1 cặp. Cặp, nghịch, thuận là 2 cặp. Và cặp, thuận, thuận, thuận là 3 cặp. Theo kinh nghiệm của mình á, thì mình chọn như vậy là tối ưu nhất. Bởi vì hai viên góc này kế nhau nè, ok đó.
hoặc bạn chọn hai viên này cũng được, hiểu không? Thường thì mình chọn hai viên này. Còn đây á là mình thấy ba viên góc kề nhau, mình quen giải ở vị trí này rồi, hiểu không? Quen giải ba viên góc ở vị trí này. Tại lúc mình giải viên góc này rồi mình u, rồi mình giải, rồi mình u nữa, rồi mình giải, lát mình u hai tra về nên nó khó bị nhầm lẫn lắm, hiểu không? Chứ nếu mình chọn ba viên góc này nè thì nó dễ bị nhầm lẫn lắm. Bây giờ mình nhắm mắt nè, 4 5 6 7 4 5, mình thấy hai viên cạnh này cùng nằm trên mặt L nên mình giải trước Z rồi giải. Hai viên này rồi, hai viên này góc 2021, giải hai viên này trước. 2021 này là nghịch á, thuận rồi trả về U2. Ok, hai viên này này nè, cái này đưa đây, thấy không? Ở đây á là mình thấy hai viên góc này nó chưa kề nhau nên mình sẽ đưa hai viên góc này về vị trí kề nhau, thường là đưa lên mặt U nha bạn, hoặc đưa xuống mặt D. Ở đây á là mình đưa lên mặt U, mình sẽ shop đưa viên góc này qua đây đó, qua vị trí 2 đó, hiểu không? Rồi L2 để đưa viên góc từ đây đến đây nè. Ok, 2021 số 2 nằm đây, số 2 nằm đây, 21 nằm đây. Ok đó, rồi lật ba viên góc này, 1 1 1, U2. Ok chưa? Đúng hơn rồi các bạn. Và cuối cùng là ví dụ này, 2, ok, 2, 7, 8, 9, 11, 12, góc 10, 1022, ok, 1022, 021, 0212, mình nhầm, 0211, ok, 1022, 0211. Ok, giờ mình nhắm mắt mình giải nè, 278, mình thấy hai viên cạnh 78 cùng nằm trên mặt R nên mình giải trước. Đó, 9, ủa, 2, ở đây là mình thấy 2, 9, 11, 12 đây. Mình giải cho bạn câu nè, mình sẽ áp dụng công thức lật 4 viên cạnh cùng một lúc, mình sẽ đưa 3 viên cạnh này lên U, thấy không? Đó, lật 4 viên cạnh cùng một lúc, lật 2, 9, 11, 12. Ok, tiếp theo là lật góc 1022 0211 1022, mình giải hai bên này trước, 12 nằm đây. Ok, 20 0211, mình giải 1 với 2 ở đây. Ok, còn 2 với 1 nằm đây, mình đưa 2 qua đây đó, rồi mình L2 đưa hai bên góc này kề nhau, 21. Bây giờ mình mở mắt ra nè bạn. Đúng rồi đó bạn, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ những công thức BLD mà mình sử dụng.